Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Đó, thì hôm nay cũng quay một hai cái giò cù Long Minh em vừa mới sưu tầm được ha. Thì cũng sưu tầm được vài ngày rồi. Đó, thì cây nó mùa này thì nó không có đẹp nha mọi người. Đó, nếu mà mọi người muốn sưu tầm ha, thì mình sưu tầm vào cái mùa xuân ha. Xuân mùa hạ vậy đấy thì nó sẽ tốt hơn ha. Còn em sưu tầm vào đúng cái mùa lạnh ha, giống như mùa đông ở miền Bắc vậy. Thì trong quá trình mình vận chuyển về thì cây nó sẽ bị sốc nhiệt nha mọi người. Và khi mà sốc nhiệt rồi á thì cây nó sẽ bị rụng lá, đúng không? Đó, cây sẽ bị rụng lá. Thì cái này cũng vài ngày trước rồi em tỉa hết rễ ha, những cái rễ thối, rễ khô rồi đó thì em tỉa hết rồi và cũng bắt đầu kích rễ lại ha. Thì sau vài ngày kích rễ thì nó đã nhú rễ con ha, đó, rễ non. Đây mọi người nhìn kỹ nha. Đó, rễ non đây nha mọi người nha. Đó, thì ở dưới đây thì em cũng bỏ thêm một ít cái xác mí ha. Nó còn một ít đường để cho nó cây nó tăng cái sức tăng cái sức đề kháng của nó lên ha mọi người. Như là cung cấp thêm đường vậy đấy. Đó, cái này thì em tự làm thôi ha. Suy nghĩ làm sao thì làm như vậy thôi. Đó, thì để xem thử một thời gian thử nó có hiệu quả hay không ha. Đó, đối với những cái cây mất sức, mất sức kiệt sức rồi đó thì mình nên cung cấp thêm cái lượng đường cho nó ha. Đó, để nó chống chọi. Đó, hiện tại thì nó cây bắt đầu nó đang hồi phục nha mọi người nha. Đó, lá thì nó rụng hết mớ rồi. Đó, bắt đầu cái cây con ở phía dưới nè ha, nó xanh lại ha. Đầu tạo diệp lục xanh lại ha. Còn cái cây mẹ của nó thì bắt đầu nó cũng đỡ vàng hơn rồi. Đó, thì ở đây nó cũng có thêm một cái giò lớn nữa ha mọi người ha. Đó, một giò lớn nè, để em quay cho mọi người xem. Đó, đây là cái giò lớn nha. Này, cù Long Minh này cái lá dày to đó. Đó, cù Long Minh nha mọi người. Đó, thân lá nè mọi người nhìn cho kỹ nha. Đó, để mình tránh mua hàng bị lừa đồ đó. Thân lá như thế này. Đó, thì đối với những cái anh em nào mà mới chơi ha thì cũng mình cũng chưa nên là sưu tầm cái loài này nha mọi người nha. Đó, chẳng qua là em chơi cũng được khá lâu rồi ha, cũng đó và cũng gần cái vùng Ninh Thuận cho nên là mình cũng phải mình ở Bình Thuận mà nên cũng phải là sưu tầm ha một vài giò gì đó. Giá hiện tại thì rất là chát nha mọi người nha. Đó, giá cái loài này rất chát luôn. Đây là cái loài lan đặc hữu của Việt Nam ha. Nó hiện tại giá rất là chát. Thân lá và hoa của nó là hoa màu, cái cánh đó, nó màu vàng xanh nha mọi người. Đó, màu xanh cũng có hơi vàng vàng. Và cái lưỡi của nó là màu trắng nha. Đó thì em sẽ chèn cái hình lên cho mọi người xem ha. Nếu mà tìm được cái hình hoa của vài tháng trước em có lưu á ha, thì em sẽ đưa lên. Hoặc là mọi người có thể lên trên mạng để search nha. Search hoa lan cù Long Minh. Đó, thân lá của nó rất là nhỏ luôn nha mọi người. Đấy, thân lá rất là nhỏ. Thì ở đây là những cái giò mà mới sưu tầm ha. Đó, nó bị kiệt sức. Nó bị kiệt sức rồi.
rễ cũng không có được nhiều lắm ha. Thì cũng có một hai giò gì đó lúc trước mà em có giới thiệu cái cách ghép đó, thì bây giờ em sẽ quay lại cho mọi người xem nha để mình so sánh. Đây, cái giò cụ Long Minh mà lúc trước em có hướng dẫn mọi người cách ghép nha. Đó thì cũng 6-7 tháng gì rồi. Đó thì lúc này nó đã ra rễ đều hết rồi nha. Đây mọi người xem đây. Đó, hàng xóm hát karaoke nữa, thiệt tình. Đó, em giới thiệu nhanh ha, để mình kết thúc cái video ở đây ha. Đó, hiện tại thì nó ra cái rễ bám giá thể nè, mọi người thấy nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rễ non khá là nhiều luôn. Đó, ngọn nó bắt đầu đi rất là ok nha mọi người. Rễ ra khá là nhiều. Đó, nó bám vô cái cục lũ á. Đó. Đó, mọi người thấy không? Ở phía dưới nó ít nha. Nó ít bám vô phía dưới, chủ yếu là nó bám phần ngang thân nè. Đó. Do đó là mình, cái giá thể của mình trồng thẳng như thế này thì rễ nó ăn sẽ rất là nhiều luôn. Đó, nên mọi người cũng tham khảo cái cách ghép của em nha. Thấy hợp lý thì mình làm thôi. Ở đây còn một giò nữa nè. Đây mọi người. Rễ nó ra rất là nhiều luôn nè. Rồi, mọi người ngắm lại nha. Ngắm lại cái cây cù Long Minh. Thân lá của nó ha, để mình nhận biết nếu mà mình có ý định là mua cái loại này nha. Đó, lá nó nhỏ y như là môi lược vậy đó. Đó, nhưng mà nếu mà để gần á thì mình so sánh rất dễ nha. Nó gần gần giống như cái cây môi lược vậy đó. Rồi, đó, hàng xóm hát rất là ồn nên em xin kết thúc cái video tại đây nha mọi người nha. Đó, mọi người nhìn kỹ thân lá nè. Đó, có thể nhìn cái màu rễ luôn nè, màu rễ non nè. Đó. Rồi, em xin kết thúc cái video tại đây nha mọi người nha. Đó, hiện tại thì cái loại này sưu tầm cái giá rất là cao luôn ha, nên mọi người cân nhắc nha. Rồi, xin chào tất cả mọi người.